Tập quán của dân tộc Việt Nam lại có rất chi là nhiều. Khi một chàng trai khôn lớn trưởng thành, đến tuổi xây dựng mái ấm gia đình, muốn cưới được người vợ thì tất cả các sinh lễ sẽ được dâng lên đầy đủ các bước, bao gồm chạm ngõ, ăn hỏi, nạp tài, xin cưới, xin dâu và lại mặt. Các cụ chúng ta đã nói đó chính là lục lễ thì mới thành hôn. Khi mà đủ đục lễ thì đám cưới mới được trọn vẹn và chú rể chính thức làm chồng của cô dâu và cô dâu chính thức làm vợ của chú rể. Và ngày hôm nay thì ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp, hai bên gia đình đã cùng ấn định chọn giờ này là buổi lễ ăn hỏi tổ chức tại phía mái ấm gia đình họ nhà gái, với các bậc cao niên, với đại diện gia đình nhà trai cũng như là toàn thể quý vị gia đình họ nhà trai cùng với sinh lễ của văn công cập bến tại phía mái ấm gia đình họ nhà gái. Và nguyện vọng đến với gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái ngày hôm nay đó chính là tam lễ quy nhất lễ. Gia đình họ nhà trai sẽ cùng với sinh lễ ăn hỏi, nạp tài xin cưới cùng với văn công có mặt tại phía tư gia của gia đình để trình lên đầy đủ các bước trong một phong tục tập quán dân tộc Việt Nam. Tam lễ quy nhất lễ ở đây có nghĩa rằng là một lần đi nhưng vẫn đầy đủ các sinh lễ trong gói ăn hỏi, nạp tài, xin cưới. Kính thưa quý vị là như thế. Và ngày hôm nay thì gia đình họ nhà gái rất là vui mừng được tiếp đón đến từ phía gia đình họ nhà trai. Và kính thưa tất cả quý vị, lẽ ra thì các sinh lễ ăn hỏi, nạp tài, xin cưới thì mỗi sinh lễ sẽ được đi một lần thì mới đúng theo phong tục dân tộc Việt Nam. Nhưng mà hai bên gia đình đã cùng ấn định tất cả những gì tốt đẹp nhất đó chính là niềm hạnh phúc trăm năm của các con, các cháu, để cho hai bên gia đình có thể rút ngắn lại cái khoảng thời gian vất vả để đi lại. Thì hai bên gia đình cùng ấn định ngày hôm nay sẽ cùng gặp mặt tại phía gia đình họ nhà gái để trình lên đầy đủ các sinh lễ trong gói ăn hỏi, nạp tài và xin cưới. Và để hai bên gia đình hiểu thêm về nhau cũng như là để tình thông gia thêm phần khăng khít, các sinh lễ sẽ được dâng lên ngay hôm nay. Thì xin được kính mời quý vị đại diện đến từ phía gia đình họ nhà trai sẽ cùng tiến về phía trước sân khấu với những lời phát biểu, với những lời giới thiệu về các thành phần, các bậc cao niên đại diện gia đình họ nhà trai ngày hôm nay có mặt tại đây cũng như là phát biểu dâng lễ ăn hỏi nạp tài tới tất cả quý vị. Và xin khán phòng cưới hãy dành cho vị đại diện đến từ phía gia đình nhà trai một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng ấm đến tất cả quý vị đi ạ. Xin cảm ơn quý vị và trân trọng kính mời tới vị đại diện nhà trai. Kính thưa các cụ, kính thưa không các bà, cô dì, chú bác và bên nội, bên ngoại của nhà trai và nhà gái. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Công và cháu Anh được phép của hai gia đình ông bà, ông Luyện và ông bà ông Bình đã đồng thuận cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Đến hôm nay tất cả các mọi thủ tục thì là thì gia đình chúng tôi trong họ nhà trai chúng tôi cũng đã thực hiện theo yêu cầu và theo cái nghi lễ của dân tộc Việt Nam. Tất cả các bước thì là chúng tôi đã thực hiện đầy đủ theo được sự nhất trí cho phép của họ nhà gái cũng như gia đình ông Bình. Thì là hôm nay chúng tôi gọi là cái lễ lên ăn hỏi, đồng thời cũng là nạp tài và xin cưới. Thì là qua cái thời gian nhất trí của hai gia đình thì hôm nay chúng tôi đã thực hiện đầy đủ. Đến bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu các vị đại biểu và thay mặt cho gia đình nhà ông Luyện sẽ lên trao giải. Kính thưa các cụ, cô các bà, gia đình nào cũng thế, khi mà sinh con ra trưởng thành rồi đến tuổi thành niên thì là trai nhận vợ, gái gửi cả chồng. Điều đó tức là theo quy luật tạo hóa của dân tộc Việt Nam để sinh tồn và xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Cho nên hôm nay thì gia đình họ nhà trai chúng tôi có cái lễ mọn, trước nữa là để xuống kính báo tổ đường, sau nữa là để báo yết, để giới thiệu và với họ nhà gái là hai cháu đến ngày mai sẽ là được nhất trí của hai gia đình là đến ngày mai là chúng tôi sẽ có cơ dầu xuống để đón cháu dâu về để tổ chức hạnh phúc trăm năm. Cái tuần hôm nay thì là cái lễ của gia đình nhà trai chúng tôi thì là bây giờ chúng tôi xin đề nghị các nhà gái sẽ lên nhận và nhà trai chúng tôi sẽ chào lễ mọn này để các cụ kính báo tổ đường. Xin được báo hết. Xin được cảm ơn lời phát biểu đến từ phía gia đình họ nhà gái, gia đình họ nhà trai. Đó là lời phát biểu giới thiệu về các thành phần cũng như là ông đã dâng lên đầy đủ các sinh lễ đến từ phía gia đình họ nhà trai.
Và để tình thông gia hai nhà như một thêm phần khăng khít, cũng như là để gia đình họ nhà trai hiểu hơn về gia đình họ nhà gái ngày hôm nay có mặt tại đây gồm những ai, thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tới vị đại diện đến từ phía gia đình họ nhà gái sẽ tiến về phía chúng tôi sân khấu với lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện của tất cả quý vị, và đặc biệt sẽ là lời phát biểu chấp nhận lễ mà gia đình họ nhà trai đã trình lên. Hán Hoàng Cưới hãy dành cho vị đại diện nhà gái một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng ấm đi ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị, cô dì, chú bác, cậu mợ, các cháu tăng nữ thanh niên của hai gia đình và hai họ, tôi rất xúc động tới dự buổi lễ vu quy hôm nay. Đời đầu tiên, thay mặt cho gia đình và họ nhà gái, tôi xin gửi đến tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ vu quy hôm nay lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, như lời phát biểu của đại diện gia đình nhà trai, hôm nay gia đình và họ nhà trai tiếp tục thực hiện bước lễ ăn hỏi nạp tài xin cưới để chuẩn bị đến bước lễ thành hôn cho hai cháu. Anh sửa đen nhé. Thay mặt cho gia đình và họ nhà gái xin cảm ơn gia đình và họ nhà trai đã chuẩn bị cái lễ ăn hỏi nạp tài xin cưới rất chu đáo. Đồng thời tôi cũng xin thay mặt cho gia đình tiếp nhận lễ ăn hỏi nạp tài xin cưới của gia đình nhà trai, và xin trân trọng mời đại diện cho gia đình của họ nhà trai lên trao lễ và đại diện gia đình của nhà gái lên nhận lễ. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe và chúc cho hội hôn thành công tốt đẹp. Vâng ạ, xin được cảm ơn đến với lời phát biểu của vị đại diện nhà gái ạ. Và xin được kính mời tới hai ông sẽ cùng tiến về các dãy bàn hạnh phúc để cùng mời nước, mời trầu để cùng chung dự trong khoảnh khắc tuyệt vời, cùng chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và xin được kính thưa tới toàn thể quý vị, lời phát biểu đến từ vị đại diện nhà trai, lời phát biểu dâng lễ và lời phát biểu chấp nhận lễ đến từ phía đại diện gia đình họ nhà gái là một khoảnh khắc rất là ý nghĩa để cho gia đình hai bên sẽ cùng trao tất cả các sinh lễ ạ. Một đứa con trai, đứa con gái lên đỡ lễ cho các bà, nhưng các bà xào vào con cháu để đẩy lên và lịch trao lễ. Và kính thưa tới tất cả quý vị tại phía trung tâm sân khấu lúc này thì tại phía trung tâm sân khấu lúc này đó chính là song thần phụ mẫu của cô dâu sẽ là những người đón nhận những tình cảm, những sinh lễ mà gia đình họ nhà trai đã trình lên. Phái đoàn gia đình họ nhà trai ngày hôm nay thì có mặt tại phía trung tâm sân khấu sẽ là bố của chú rể và bác sẽ là cùng với bố chú rể sẽ trao những món quà ân cần, những sinh lễ của gia đình họ nhà trai mang tới đây để cùng đến với gia đình họ nhà gái. Đã từ rất lâu thì miếng trầu sẽ là đầu câu chuyện, và ngày nay thì cơ trầu sẽ bắt đầu cho mối tình trăm năm, sẽ là bắt đầu cho câu chuyện trăm năm của chú rể Văn Công và cô dâu Kim Oanh. Xin được kính mời tới gia đình nhà trai sẽ cùng nâng cơ trầu và trao gia đình họ nhà gái với những điều tuyệt vời nhất, với những nụ cười sẽ nở trên môi và sẽ được ghi lại những tấm hình ý nghĩa nhất trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin kính mời tới Văn Công và Kim Oanh sẽ cùng tiến về phía bố mẹ sẽ cùng đứng và trao những sinh lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời Văn Công sẽ đứng cạnh bố của mình và cô dâu Kim Oanh sẽ đứng cạnh song thân phụ mẫu của cô dâu, và hai bên gia đình sẽ cùng trao và nhận các sinh lễ. Và ngày hôm nay thì khu trường cưới của gia đình họ nhà gái cũng khá là chật hẹp một chút. Tất cả các nghi lễ nghi thức sẽ được diễn ra tại phía trung tâm sân khấu, và tất cả mọi người chúng ta đang có mặt tại phía mái ấm gia đình hãy cùng dành những điều tuyệt vời nhất, đó chính là những nụ cười của tất cả quý vị, đặc biệt là những tràng pháo tay sẽ được mang lại những niềm hạnh phúc cho mối tình trăm năm của chú rể và cô dâu ạ. Xin được kính mời tới tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi liên luôn kính nhờ tới ban tiếp tân sẽ là những người rất là quan trọng để phụ giúp chuyển các sinh lễ vào phía nhà trong. Kính thưa tới tất cả quý vị, đã từ rất lâu thì sinh lễ dâng lên sẽ bao gồm những tình cảm là điều tuyệt vời nhất, là điều đáng quý. Và ngày hôm nay thì gia đình họ nhà trai dâng lên khơi trầu để mở đầu cho mối chuyện trăm năm. Tình cảm là một điều ý nghĩa nhất mà gia đình họ nhà trai đã có để cùng mang về với gia đình nhà gái để vun đắp cho mối tình trăm năm của chú rể và cô dâu. Liên tục dâng lên các sinh lễ sẽ được trao và nhận tại bức màn hạnh phúc ngày hôm nay. Em không sao đi tìm cho ai ra bằng anh.
Kính thưa tất cả quý vị, nạp tài đám cưới đã từ rất lâu, từ thời vua Hùng đã có rồi đấy. Vo chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao. Nhưng dần dần thì cuộc sống của chúng ta được cải thiện, văn minh lên rất là nhiều. Tất cả những gì chúng ta đang muốn có đó chính là mối tình trăm năm của chú rể và cô dâu. Sinh lễ gia đình họ nhà trai ngày hôm nay trình lên bao gồm trầu cau, bánh kẹo, một điều ý nghĩa, những gì tốt đẹp theo đúng phong tục dân tộc Việt Nam đang hiện diện tại thì mời gia đình được gia đình họ nhà trai trao cho gia đình họ nhà gái, và đặc biệt gia đình họ nhà gái đã đón nhận rất là ân cần. Xin được liên tục tới gia đình những sinh lễ được trao ngày hôm nay. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã nghe thấy rất là rõ từ ngay từ lúc đầu, gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái đã cùng thống nhất là ngày hôm nay thì các sinh lễ dâng lên trong gói ăn hỏi nạp tài xin cưới, tất cả các sinh lễ sẽ được dâng lên luôn trong một khoảnh khắc này tại vì bức màn hạnh phúc. Sau đó thì sẽ được gia đình họ nhà gái chuyển vào phía nhà trong luôn để cùng sửa lễ làm thờ tổ và làm thủ tục bái gia tiên. Hai bên gia đình đã cùng thống nhất rồi, sinh lễ sẽ bao gồm ăn hỏi, sau đó thì đến nạp tài và xin cưới luôn. Tất cả các sinh lễ chúng ta trình lên luôn tại một khoảnh khắc cũng là hạnh phúc. Và một điều tuyệt vời hơn nữa, chúng tôi muốn thấy những tràng pháo tay thật lớn của quý vị đến với những khoảnh khắc ngày hôm nay đấy ạ. Và gia đình sẽ cùng lưu lại phía chúng ta sân khấu ạ, nán lại phía chúng ta sân khấu và tụp một tấm hình gia đình đi ạ. Kính mời ạ.